Chào các bạn, buổi trước thì mình đã định nghĩa một chút gì đó về tham mơ rồi. Thì hôm nay mình sẽ nói rõ hơn về tham mơ. Thì tham mơ thì buổi trước mình nói là tham mơ là một cái bộ đếm xung. Mỗi khi có xung ở đầu vào giá trị thì tham mơ tăng lên một đơn vị. Thì xung đưa vào tham mơ thì có thể là một trong hai loại, một là xung nhịp bên trong IC lấy từ bộ dao động của vi điều khiển có chu kỳ đều đặn dựa vào cái chu kỳ đếm của cái xung nhịp đều đặn này thì ta đưa được ra cái đoạn khoảng thời gian chính xác. Thì cái timer lúc này gọi là bộ định thời. Còn xung nhịp mà đưa từ bên ngoài IC vào là các tín hiệu logic thay đổi giữa hai mức 0 và 1. Thì thường để đếm các cái sự kiện xảy ra bên ngoài. Ví dụ như là đếm sản phẩm chạy trên băng tải, đếm xe ra vào, hoặc là sử dụng đếm encoder đếm xem là một trong một khoảng thời gian cố định thì nó đếm được bao nhiêu sản phẩm hoặc là bao nhiêu xung. Thì từ những xung đấy thì mình có thể đưa ra cái tốc độ sản xuất hoặc là tốc độ vòng quay của một cái động cơ nào đó. Thì timer nó sẽ hoạt động bằng cách timer đếm từ giá trị 0 hoặc là một cái giá trị đặt trước cho tới cái giá trị đếm tối đa của nó. Và khi đã đạt đến giá trị đếm tối đa, nếu có thêm một xung nữa ở đầu vào thì timer bị tràn và giá trị đếm tự động trở về số 0. Giá trị đếm tối đa thì tùy thuộc vào số bit của timer, ví dụ như là timer 8 bit thì nó chỉ đếm được từ 0 đến 255 đơn vị thôi. Còn timer 16 bit thì nó đếm được đến giá trị tối đa là 65.535 đơn vị. Thì ở trong cái PIC 16F877A thì có tới 3 bộ định thời. 3 bộ timer là timer 0, timer 0 và timer 1 thì có chức năng đếm xung ngoài. Và một timer là timer 2. Thì mình so sánh các cái timer ở đây. Timer 0 thì là timer 8 bit này. Timer 1 16 bit, timer 2 8 bit. Có thể lấy ở các nguồn xung nội. Ví dụ như là lấy xung thạch anh, tất cả đều có thể lấy ở thạch anh chia cho 4 là xung nội. Hoặc là nguồn xung bên ngoài ở timer 0 là chân T0 CKL. Timer 1 là ở chân T1 CKL hoặc là bộ dao động của timer 1. Timer 2 thì không có chức năng đếm nguồn xung ngoài. Cho nên timer 2 chỉ có chức năng duy nhất là định thời thôi. Không thể làm counter được. Bộ chia trước thì timer 1 có bộ chia trước là chia 1, chia 2, chia đến 256, tức là ví dụ như là chia 256 thì 256 xung đầu vào thì nó mới làm tăng giá trị của timer lên một đơn vị. Tương tự thì timer 1 có chia trước đến chia 8. Timer 2 thì cả bộ chia trước và chia sau. Tức là bộ chia trước thì giống như timer 0 và timer 1. Còn bộ chia sau thì tức là bao nhiêu lần tràn, nghĩa là bao nhiêu lần nó đếm đếm tới cái giá trị tối đa này thì nó mới reset, thì nó mới tạo ra một ngắt thì gọi là bộ chia sau. Đây là bộ chia này. Tác dụng của nó giảm tần số xung xuống n lần trước khi đưa đến ngõ vào của timer. Ví dụ ở đây là bộ chia 1, 2. Thì đầu vào có 6 xung, đầu ra có 3 xung thôi. Thì cái bộ chia này có khả năng làm tăng khả năng đếm xung của timer. Nhưng mà nó lại giảm độ chính xác đi. Ví dụ như là có 6 xung đầu vào, giảm 3 xung đầu ra.
Nhưng mà chẳng hạn là có 7 xung đầu vào thì đầu ra nó chỉ vẫn chỉ là 3 xung thôi. Tại vì là nó làm tròn mà. 1 chia 2 thì 0,5, dư 0,5 nữa. Thì phải thêm một xung nữa là 8 xung thì nó mới được 4 xung ở đầu ra. Rồi. Đấy là lý thuyết Hammer. Thì ở trong vi điều khiển PIC16F877A thì ở trong file 16F877A.h người ta có các cái định nghĩa và các hướng dẫn sử dụng Hammer. Thì ở bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đọc xung từ cái động cơ encoder này. Đếm số xung trong một khoảng thời gian nào đó để quy được ra số tốc độ vòng tua của cái động cơ này. Thì cấu tạo của động cơ encoder, đây là một số hình ảnh của động cơ encoder. Thì động cơ encoder bao gồm một cái cảm biến. Nó là một cái động cơ bình thường nhưng mà đằng sau nó nối thẳng vào trục có một cái đĩa kim loại được khắc rãnh và có một cảm biến để đọc những cái rãnh này. Thì đây là một cái mô phỏng ngoài ta. Thì mỗi lần cái rãnh này nó đi qua cái khối thu phát hồng ngoại hoặc là laser thì nó sẽ tạo ra một xung. Nghĩa là bao giờ cái cảm biến này nó được thông, nó không bị chắn thì nó mức 1. Bao giờ bị chắn thì nó sẽ xuống mức 0 thì nó liên tục thì nó sẽ tạo ra một xung. Ví dụ như ở đây. Đây là một xung của động cơ encoder. Thì ở trên con PIC 16F877A ở cái thư viện của nó thì người ta đã định nghĩa cho một số hàm để cài đặt. Timer 0 thì có chức năng counter nữa cho nên là setup counter và setup timer 0 nó là như nhau. Thì các chế độ setup counter là bao gồm model là chế độ đếm xung nội hoặc là đếm xung ngoại. Tiếp theo đó là cài đặt bộ chia. Thì để viết cái hàm này các bạn chỉ việc copy này. Sau đó thì paste. Cái hàm này được gọi ra một lần. Đó, mình sẽ set up counter. Thì ở đây người ta có định nghĩa cho timer không và định nghĩa cho counter. Thì những cái này nó như nhau thôi. Các bạn xem cái số mà nó định nghĩa nó giống nhau là được. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái đếm xung đếm cái cạnh lên, tức là low to high. Nên mình sẽ paste vào cái model này. Bộ chia, ở đây mình dùng chia 1. Tức là một xung đầu vào thì cái bộ đếm nó tăng lên một đơn vị. Ở đây mình hiển thị ra LCD. Thì ban đầu thì mình cài đặt cái giá trị timer bằng 0 để cho nó bắt đầu đếm từ 0 lên. Sau khoảng 1 giây thì mình sẽ lấy cái giá trị của timer và mình cho nó hiển thị cái số xung nó đếm được bằng cái biến A này lên LCD ở dòng thứ nhất. Thì ở đây sau 1 giây nó sẽ đếm được khoảng 62 63 xung trên 1 giây. Đây là cái số
xung của một vòng này, của một vòng quay động cơ là 50 xung. Thì tức là sau 1 giây thì cái bộ đếm này nó đếm được 63 xung. Tức là động cơ sau 1 giây nó quay được hơn một vòng rồi. Thì từ đó là mình sẽ quy được ra là số vòng trên 1 phút. Mình nhân cái số bao nhiêu vòng 1 giây lên 60 lần thì sẽ ra số vòng trên 1 phút. Thì ở đây mình tạo ra một cái biến B. Thì tại vì là A nhân với 60 thì nó sẽ là cái giá trị 16 bit mất rồi. Nó lớn hơn 8 bit. Cho nên mình phải khai báo ở đây là 16 bit. Mình dùng hai cái biến 16 bit cho đồng bộ. Để khi tính toán nó đủ 16 bit luôn. Thì mình chia cho, mình nhân với 60 trước. Tại vì đây là chia lấy nguyên. Cho nên nếu mà chia cho 50 trước nó bị sai số. Cho nên mình nhân 60 trước, mình chia cho 50 xung một vòng. Thì nó sẽ hiện ra đây. Đó. Đây mình sẽ đo cái khoảng thời gian của một xung. Tức là khoảng 16 mili giây. Thì sẽ có 10 cạnh lên này. Và bộ đếm timer sẽ đếm lên một đơn vị. Cái deep, cái bộ chia tần này mình có thể chia nó làm hai. Nếu mà mình chia làm hai thì một vòng của nó sẽ nhận chỉ tăng lên có 25 giá trị thôi, 25 đơn vị thôi. Mình sửa đây là 25. Thử đếm lại xem. Nó vẫn đếm đúng thôi. Nhưng mà cái giá trị xung đếm này nó đã bị giảm đi một nửa rồi. Tại vì nó qua bộ chia tần mà. Rồi, đây là phần hướng dẫn cơ bản về cách đọc xung của encoder, của động cơ encoder bằng cách sử dụng bộ đếm timer. Thì nguyên tắc đếm là đầu tiên bắt đầu đếm thì bạn phải reset cái giá trị này lại về không và bắt đầu đếm lên, cứ lặp đi lặp lại chu kỳ như vậy. Thì cái số xung sẽ được tính trong 1 giây hoặc là một trong một khoảng thời gian nào đó các bạn muốn. Và từ cái khoảng thời gian này mình sẽ tính cái tốc độ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì buổi sau, bài học tiếp theo mình sẽ hướng dẫn về ngắt ngoài và ngắt timer. Lúc đó thì cái giải đo của cái tốc độ động cơ nó sẽ được lớn hơn, thay vì bị bó hẹp ở trong cái khoảng 8 bit này.